yêu nhau cho đớn đau, hằn sâu trong thịt da. Có những vết thương còn để lại đời ta, giày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi trắng về, quên mất câu. Vâng, và xin chào bác quay trở lại kênh YouTube của Audio. Ngày hôm nay trở lại kênh của em thì xin phép được giới thiệu các bác một sản phẩm mới về bên em, đó là chiếc Mazang 7015. Đây là một trong những chiếc âm ly nghe nhạc xem phim hiện tại là thuộc dạng đình đám khủng nhất bây giờ trên thị trường, và có những tính năng là tối ưu nhất hiện tại ở thời điểm hiện tại, và chưa có một chiếc âm ly nghe nhạc xem phim nào có thể vượt qua nó đối với những con ở cùng tầm phân khúc. Thì Mazang 7015 là một sản phẩm mà được rất nhiều bác yêu thích. Thì cái chiếc lần trước về thì em đã bán luôn rồi. Hôm nay em về được thêm một chiếc điện 230V nhé, cho 20V hàng xuất Âu, và có kèm khiển zin đây, kèm khiển, và cũng như là có thêm cả một cái mic Audacity để các bác có thể chỉnh cũng như căn tiếng của cái bộ dàn xem phim ở nhà mình luôn. Đây các bác nhé, một chiếc mic như này để các bác căn tiếng luôn. Đấy. Và chúng ta sẽ có một đầu âm ly với cái kích thước rất là lớn và nặng. Bây giờ thì em sẽ quay gần hơn để cho các bác tham khảo thêm cái hình thức cũng như là cả những chất âm của nó. Đây là trong những sản phẩm mà hiện tại là cực kỳ hot các bác nhá, cực kỳ hot ở thị trường luôn. Đây. Các bác nhìn nhá. Thì Mazang 7015 ấy, như những clip trước em đã review thì nó vẫn giữ nguyên một cái núm volume lớn ở bên tay phải, và bên tay trái là một núm suộc để chọn các cổng đầu vào. Ở đây vẫn là một màn hình tròn giống 7013 thôi, và có một cái đèn xanh sáng ở phía trong rất đẹp, một cái logo Mazang dập nổi ở giữa, cũng như là các bác có thể sử dụng những cái phần rửa dưới này, như là chúng ta có dùng USB này, mic setup này, mic này mà lúc nãy em cho các bác xem đấy, thì các bác sẽ cắm vào đây để setup USB và đường HDMI các bác. Ở mặt trước chúng ta có đường video để các bác có thể xuất video lên TV. Thì thường bây giờ các TV bây giờ người ta sẽ không dùng cái đường video này nhiều, mà sẽ dùng đường HDMI là nhiều thôi. Đó, thì kích thước của con này đâu đó chiều cao khoảng tầm 20cm và chiều ngang khoảng tầm ước chừng khoảng 50cm nhé. Sâu cũng khoảng tầm 50cm, rất là lớn. Đấy. Ở mặt trên này có thêm một cánh tản nhiệt rất là lớn này, bởi vì công suất con này tới khoảng 710W, trên 700W, do đó là cái phần tản nhiệt của cái chiếc âm ly rất lớn các bác. Và chúng ta sẽ thường sẽ không thể dùng hết được cái công suất của nó. Thường em nghĩ là các bác dùng khoảng tầm đó 3 đến 500W là nhiều rồi. Chúng ta có những tính năng như là có Dolby Atmos này, IMAX này, DTS này, DTS:X này, Euro 3D này, rồi có Bluetooth, có Wi-Fi, có AirPlay, rất là nhiều tính năng hay. Đấy, thì 7015 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác yêu thích vừa nghe nhạc và xem phim. Thực sự khi các bác sử dụng những nguồn phát như từ máy tính quay đầu giải mã xuống hay là đầu CD vào thì chiếc âm ly này đánh rất tuyệt vời các bác. Khi nghe hai kênh rất tuyệt vời luôn. Vừa tiết kiệm chi phí cho các bác, vừa cho các bác có thể trải nghiệm rất là nhiều những cái tính năng hay ho. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo luôn. Ở đây chúng ta có hai anten như thế này để các bác có thể bắt wifi cũng như bluetooth cho nó. Ngoài ra thì các bác chờ chút, em sẽ cho chân máy quay thấp xuống để các bác nhìn rõ hơn, hơi vướng một chút. Ngoài ra thì chúng ta có rất nhiều kết nối như là analog, như là CD này, Blu-ray này. Đấy, rất nhiều được các bác. Các bác có thể quan sát như là chúng ta có cực kỳ nhiều được kết nối, như là nó có thể chơi được 11 cặp loa và có hai đường sub đó, và chúng ta sẽ nghe chủ yếu với đường front thôi. Đường front này các bác có thể nghe chủ yếu để nghe loa nghe nhạc thôi, còn cái đường xem phim các bác có thể setup tùy ý theo ý của mình.
Ngoài ra chúng ta có những đường là như đường tuner này, DVD này, Blu-ray đồ game này. Tất cả những đường này các bác nếu mà các bác muốn trải nghiệm thì các bác có thể cắm thêm những gì là chủ yếu là em biết chủ yếu các bác thường cắm đường CD thôi. CD có thể nghe nhạc rất là hay. Và ở đây chúng ta có những đường như đường preamp. Preamp để các bác có thể nối sample để các bác đánh cái loa lớn. Thì ở đây có đường surround, đường center, đường nói chung là rất nhiều đường để các bác nối sample preamp. Còn ở đây thì chúng ta có hai đường loa sub. Con này có thể đánh được hai loa sub điện nhé. Chỉ tín hiệu do hai loa sub điện đấy. Và con này sử dụng hình ảnh là 8K. Nguồn nhạc, nguồn phim 8K em nghĩ bây giờ rất là ít thôi, ít người có thể có kiếm được nguồn phim 8K. Công suất của nó là 710W đấy, 710W. Đấy, rất đơn giản thôi, điện 230V. Thì ở đây chúng ta có hai đường quang này. Hai đường quang này các bác có thể cắm coaxial cho cắm từ TV xuống hay đầu giải mã xuống cũng được. Hai đường coaxial nữa. Con này có tới 8 đường HDMI nhé. Như là CBL này, DVD này, Blu-ray này, Media Player này, có 8 đường HDMI in. Ngoài ra nó có thể scale up những hình ảnh chất lượng âm thanh ở chất lượng khoảng tầm 1080 lên 4K hoặc là hơn nữa để cho những cái, tức là nó sẽ cải thiện âm thanh hình ảnh cho tất cả những bộ phim các bác xem không nhé. Mặc dù ở chất lượng thấp hơn nó sẽ cải thiện, luôn luôn có tính cải thiện cao lên để các bác có thể xem phim nó tuyệt vời hơn. Đấy, cơ bản là như thế thôi. Các bác nhìn nhiều nút như này các bác cảm thấy nó hơi phức tạp, nhưng phân tích ra một chút thì nó cũng không có gì là phức tạp cả. Đó. Ok. Bây giờ thì sẽ về mặt trước để các bác có thể tiếp tục quan sát cũng như là nghe nhạc đối với lại Omni Mazda 7015 này. Thì sản phẩm này về có số lượng nhất định thôi. Đó là bác nào nhanh tay hãy liên hệ sớm bởi vì không thể có nhiều đâu. Bây giờ mình sẽ mở cái chân máy quay ra để em tiếp tục test nhạc cho các bác để các bác có thể thưởng thức như là nghiên cứu. Còn về phần thông tin các bác có thể lên trên Google cũng như là một số cái trang mạng để các bác có thể tra khảo thông tin thêm. Còn trong cái video này em sẽ chia sẻ một phần thôi, những hiểu biết của em cơ bản thôi. Còn khi nào các bác muốn phân tích sâu hơn thì các bác có thể liên hệ em số 0964801493. Tổng kết lại một chút thì con này là có những tính năng cơ bản như sau. Một là gì? Một là có thể chơi được USB này, nhạc DSD 2.8 hoặc 560MHz này. Hai là các bác có thể chơi được Bluetooth này, AirPlay này. Ngoài ra chúng ta có thể từ TV xuống này. Đó, ngoài xem phim thì không phải nói rồi. Các bác cũng có thể sử dụng những cái kết nối đầu vào như là analog, như là CD, rồi đầu giải mã vân vân, rất nhiều thứ các bác có thể làm trên cái thiết bị đầu âm ly nghe nhạc xem phim này. Các bác nhá. Ok, thì ngay bây giờ sẽ mời các bác tiếp tục lắng nghe đến cái chất âm của Mazda 7015 cực kỳ xịn sò, điện 230V nhé. Phụ kiện bao gồm khiển zin và cái anten và mic nhé, dây nguồn nữa. Đấy. Quan trọng là khiển zin và cái mic này, mic Odyssey này. Đó. Ok, xin mời các bác lắng nghe. Giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Cát dài hoang vắng chỉ mình vẫn từng con sóng xa một ngàn, giờ chỉ mình em nơi đây đợi chờ từng con sóng đến, chờ một ngày trôi muôn phiến đi. Nhắm mắt như
vẫn từng còn sáng xa ngàn. Giờ chỉ mình em nơi đây đợi chờ từng con sóng đen, chờ một ngày trôi muộn phiền đi. Gió cuốn anh đi về đâu xa rất xa, nhớ mấy câu yêu ngày xưa khi bắt đầu. Tiếng trái tim em dồn lên những khát khao của tình yêu, bên níu tay anh ở đâu. Cứ thế gió đưa tình ta xa mãi xa, nhắm mắt những kỷ niệm xưa đã u màu. Vẫn nhớ nhau khi chiều mưa ấm áp chiếc hôn nồng say, cứ ngỡ mãi dừng ở đây. Khung trời mơ ước của mình yêu như ngàn con sóng trôi êm đềm, biến dịu em và gió cuốn tình ngọt ngào như ánh nắng. Giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi, em về chôn cũ đi tìm anh đâu, nụ hôn ấm như hôm nào. Biển vẫn rì rào sóng vỗ, lòng vẫn ngập tràn ước muốn. Giờ chỉ thời gian vỗ về em.